Vâng, xin cảm ơn các bạn đã tín nhiệm kênh YouTube của tôi. Thì rất nhiều bạn đam mê về sản phẩm bất động sản trên kênh của tôi có trao đổi về các cái sản phẩm là đất mà có thể đầu tư được kinh doanh nhà hàng ở khu vực thành phố Đà Nẵng. Thì hôm nay tôi giới thiệu với các bạn đây là một lô rất gọi là lớn so với các cái lô mà tôi đã giới thiệu, đó là lô diện tích 571 m² ở mặt tiền của biển đường Nguyễn Tất Thành ở cái khu vực mà Mikazuki, tức là khu này là nằm giữa Hòa Khánh Bắc và Hòa Hiệp Nam, cách Mikazuki chỉ 400 m, là một khu du lịch sinh thái nổi tiếng theo phong cách Nhật tại Đà Nẵng. Thì nó sát ngay gần với bãi biển, bãi tắm Xuân Thiều. Vâng, đây là lô góc hoàn toàn phù hợp với việc kinh doanh nhà hàng cũng như là xây dựng homestay hoặc là làm nhà biệt thự thì vô cùng tuyệt vời. Và xin thưa với các bạn, giá nó chỉ là 7x triệu thôi, x nhỏ xíu mà tiểu học. Các bạn hãy liên lạc với tôi theo số điện thoại hoặc Zalo ở trên màn hình để được xem đất, gặp chủ và đàm phán cho cái x nó nhỏ nhất. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái sản phẩm tiếp theo giới thiệu trên kênh YouTube của tôi. Vâng, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chú ý theo dõi của quý vị các bạn. Và xin quý vị các bạn đừng quên chia sẻ những thông tin hữu ích của video clip này đến những người khác cùng quan tâm. Cũng như đừng quên đăng ký kênh và bật chế độ bật chuông để thường xuyên nhận được các cái thông tin mới nhất trên kênh YouTube của tôi.